đi ra ngoài đây. Ờ, đẹp chưa? Xuống chưa? Ừ, xe làm đua nhanh. Kính thưa quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và các bạn, phóng sanh là truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, dựa trên cái tâm từ bi, mang ý nghĩa tôn trọng sự sống, trả lại bình yên cho muôn loài, được trở về với môi trường đã và đang sống. Phóng sanh đối với người Phật tử là một việc nên và thường xuyên làm, tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của từng người. Hôm nay, ngày 30 tháng Giêng năm Tân Sửu, Trân Trân xin được làm clip phóng sanh nho nhỏ này để mong được hồi hướng công đức này đến với cô Trần Thùy Xuyên, pháp danh Tâm Lạc, và chủ Bộ Tư, pháp danh Nguyên Toại, hiện đang ở Mỹ. Cầu mong cô chủ luôn được an lạc. Và những địa điểm phóng sanh trong clip này đã được Trân Trân cân nhắc thận trọng khi phóng sanh, và chắc chắn sẽ mang lại bình an cho những sinh vật nhỏ bé hiền lành. Kính mong quý ông bà, quý cô bác anh chị theo dõi và cảm thông cùng Trân Trân. Và chiều hôm nay, điểm đầu tiên Trân Trân đang có mặt đây là gần bên ngôi chùa rất đẹp là chùa Huyền Không, thuộc xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, để đem lại sự sống cho những chú chim sẻ bé nhỏ đáng yêu trở về với sự sống, trở về với thiên nhiên hoang dã. Giang hộp dễ thương như ứng thử. Thích lắm. Chứ chim chạy lông đó. Tâm trong lông á, chim đế chứ. Và chiều nay thì Trân Trân lại về chỗ cầu Triều Sơn. Ở đây thì buổi chiều là mấy chị là bán cá, cá rất là con tươi để phóng sanh.
Và bây giờ Trân Trân đã có mặt ở biển sông của làng Triều Sơn Đông. Lối bướng liền chạy, chạy mất đất liền. Đây là bến chợ của làng Triều Sơn Đông, một cái bến chợ rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy một cái cây mà mình không thể nào như có cái cây nào mà đẹp hơn cái này nữa, quá đẹp. Từ nó trở người lại, nó đi thôi. Đó, trở lại đi kìa, đó. Này, trở lại đi hết đây, này. Này. Được chưa? Thế chị đổ vô xô giúp em nữa. Từ từ chị. Mẹ tên có không đi chị? Nó bị lại kia nó đây nhé. Dạ, dạ. Và bây giờ thì Trân về ở biển sông gần chùa Thanh Phước, ở đoạn Trân cầu để phóng sinh một số cá lóc. Mặt chùa Thanh
Ui, chạy chạy ra. Chạy hiện đây, chạy ra. Rồi, đi ra ngoài đi. Ờ, đẹp chưa? Đúng chưa? Ừ, cho là đứa nhanh. Chạy 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 nhanh lắm. Ôi giời. Ai cũng mình đấy cũng thích tự do mà. Rồi con ca đang nghĩ suy nghĩ đến chạy hướng nào đó. Rồi tiếp tục rồi đi rồi. Đây là chùa Diệu Đế nằm trong khu Ca Dao. Về Huế, Đông Ba Gia Hội, hai cầu giữa chùa Diệu Đế, lầu, hai chuông. Con đường này là con đường Bạch Đăng nối từ cầu Gia Hội về cầu Đông Ba. Thì mỗi lần mọi người đến Huế thì bất cứ kể con đường nào cũng nhìn thấy những cái đẹp yên bình. Không có xô bồ, không có ồn ào náo nhiệt. Xin chúc quý bác cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay là chiều ngày 1 tháng 2 của năm Tân Sửu. Khi Trắng Trắng kể theo nguyện vọng của cố chủ Susan ở Mỹ là muốn phóng sanh, cho nên Trăng đến ở nơi đây là đến bên sông của chùa Diệu Đế, một ngôi cổ tự của thành phố Huế, để phóng sanh. Ông và em cầu mong được sức khỏe và tiêu trừ tật bệnh. Trả lại cho những con vật hiền lành này trở về lại với sóng nước. Trở về sống được với đá rồi.
nó đang bám vào cái vách thành để nó bơi đấy.